Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì thế giới đã xảy ra nhiều sự kiện đáng chú ý, đặc biệt là liên quan đến tình hình thời tiết cực đoan cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ví dụ như là ngập lụt tại Ấn Độ đang trở nên đáng quan ngại, với số người thiệt mạng vì lở đất tại Hàn Quốc thì cũng đã tăng lên là 40 người, hay như nắng nóng đang lan rộng hơn tại nhiều địa phương ở Mỹ. Và thông tin chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tuy nước sông Yamuna đã rút, tình hình ngập lụt tại thủ đô New Delhi vẫn ở mức báo động. Nhiều khu vực trung tâm New Delhi bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều văn phòng tư nhân và chính phủ, bao gồm cả trụ sở cảnh sát, cũng bị ngập lụt. Các dịch vụ tàu điện ngầm chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân New Delhi và Manali ở bang Himachal Pradesh phía Bắc Ấn Độ hiện đang phải vật lộn với nước lũ và đối mặt với mất mát lớn sau thiên tai. Hồi đầu tuần, giới chức đã sơ tán hàng trăm hộ dân vì nguy cơ lũ lụt. Người dân New Delhi cũng đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch do các nhà máy nước phải dừng hoạt động. Ngày 16 tháng 7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại nước này khiến số người thiệt mạng đã tăng lên 40 người, hơn 20 người mất tích và hàng ngàn người phải sơ tán trên cả nước. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại tỉnh Bắc Gyeongsan, nơi có 19 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất và sập nhà. Tỉnh Nam Cheongcheong ghi nhận 4 trường hợp thiệt mạng, hiện vẫn còn 9 người mất tích. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị huy động tất cả các nguồn lực sẵn có cũng như các biện pháp chính sách để ứng phó tình trạng mưa lũ ở nước này. Ông kêu gọi nỗ lực bảo đảm triển khai cứu hộ nhanh chóng, huy động tất cả các biện pháp chính sách để khắc phục hậu quả. Ngày 17 tháng 7, một đợt nắng nóng kéo dài từ bang California đến bang Texas của Mỹ dự kiến sẽ đạt đỉnh giữa lúc cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo về những chuỗi ngày cực kỳ nóng và nguy hiểm. Arizona là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố Phoenix, thủ phủ của bang, đã ghi nhận 16 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 43 độ C. Thung lũng chết ở California, một trong những nơi nóng nhất trên trái đất, cũng có khả năng ghi nhận các đỉnh nhiệt mới vào ngày 18 tháng 7 với nhiệt độ có thể tăng lên 54 độ C. Ngày 18 tháng 7, bão Talim dự kiến đổ bộ ở hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc, giữa lúc nhiều địa phương ở phía Nam và Tây Nam nước này đang trải qua những ngày mưa lớn và ngập lụt. Để chuẩn bị ứng phó với cơn bão, nhiều siêu thị lớn ở Hồng Kông đã phải đóng cửa. Đồng thời, nhiều chuyến bay khác đã bị hủy. Bão Talim xuất hiện giữa lúc Trung Quốc bước vào giai đoạn kiểm soát lũ quan trọng hàng năm, kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.